Rồi, hello, xin chào anh em nha. Xin chào anh em trở lại với kênh hàng nhật bãi nè. Rồi, em có mấy con ốc này chắc này dạng chiều khóa 19 nè nè. 19 nè. Đó, ốc mấy nó vàng vậy nè. Đó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Chắc tầm 15, 20 con. Chắc tầm 20 con em. Ốc vàng khè 10 ly ha. 10 ly, 14 ly nè ha. Thôi, mớ này bán cho anh em... mới thì bán cho anh em 120 ngàn ha, chưa bao gồm cái vận chuyển anh em, 120 ngàn mới ốc này, càng luôn ha.